Trời thì nắng này. Anh xuống đây cùng đi. À, không. Đây mà. Đây, đây nó bảo là nó tiểu thư mà. Tiểu thư gì phải nắm này, khổ đấy. Này, ta bảo này. Thôi bây giờ ta bảo nhá, cứ chịu khó làm ở đây. Xong bắt đầu là ở lát nữa xem này có ai đi qua ấy mà nó cứu cho nó chén một cái rồi nó cứu. Ê, từ từ. Mày quay selfie anh ơi. Quay đang lên TikTok đi. Quay TikTok nhá. Không rồi nó nổi luôn. Đang lên cả nó nổi nhá. Rồi nhá. Rồi. Đấy, là nó âm mưu nó lừa gia đình nhà mình rất là nhiều rồi. Hôm nay mình bắt quả tang luôn. Là nó định lấy tài sản, nó định giả tạo giả vờ sổ đỏ. Xong là nó định lừa bố mình tiếp. Vì là những cái này ấy, chưa là gì so với những cái mà nó đối xử với cả là vợ chồng tớ với cả bố tớ. Đúng rồi, phải cho nếm mùi chứ. Đấy, cho nằm nó luôn. Mày muốn chụp ảnh không? Để ra chụp ảnh cho. Đấy, ôi dồi ơi, khổ thế. Trời thì nắng này. Anh xuống đây cùng đi. À, không. Đây mà. Đây, đây nó bảo là nó tiểu thư mà. Tiểu thư gì phải nằm này, khổ đấy. Này, ta bảo này. Thôi bây giờ ta bảo nhá, cứ chịu khó làm ở đây. Xong bắt đầu là ở lát nữa xem này có ai đi qua ấy mà nó cứu cho nó chén một cái rồi nó cứu. Ê, từ từ. Mày quay selfie anh ơi. Quay đang lên TikTok đi. Quay TikTok nhá. Không rồi nó nổi luôn. Đang lên cả nó nổi nhá. Rồi nhá. Rồi. Đấy, lừa người lừa sổ đỏ nhá. Đây là ngẩng cái mặt lên. Lừa người lừa sổ đỏ nhá. Ngẩng mặt lên em. Mình đừng vây cái mặt ra ngay cái cú mặt xuống ấy. Mà biết nó nói câu gì nhà vui cửa nào. Nói gì? Nó to lên. Mày cho không? Nói gì? Nói lại sao bác? Cho nó đứng dậy, mở bụng. Kéo nó dậy. Kéo nó đứng dậy cho mở. Nào, đứng dậy. Rồi. Ok, không ngồi được. Cái tên nào? Mọi hôm ấy thì được nói cho mọi người luôn là cái con này ấy nó giả tạo. Nhưng hôm nay thì là mình cho ra ngoài này thì là nó giả vờ thương hại tao thật với mày luôn đấy. Có tao không có tình thương người đâu, đúng không? Bây giờ không ai cứu được mày đâu. Chẳng ai cứu được nó này cả. Chú ơi. Đây là bảo nhờ chú ơi, cứu cho. Chú cứu hộ bé không? Nhờ tí. Nó đang lắc đầu luôn. Lắc đầu á? Đéo ai dám cứu luôn. Ôi. Bởi vì là khắp cộng đồng mạng đều biết một thằng của nó mà chồng. Đúng rồi. Bây giờ ấy, quay hết video lại để đăng lên TikTok, đăng lên Facebook để cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của nó, để cho mọi người biết bộ mặt thật của nó. Có cái con này ấy, nói thật đấy mọi người luôn là nó âm mưu nó lừa gia đình nhà mình rất là nhiều rồi. Hôm nay ấy, mình bắt quả tang luôn là nó định lấy tài sản, nó định giả tạo giả vờ sổ đỏ. Xong là nó định lừa bố mình tiếp. Em ơi. Rồi ơi. Quá muộn rồi. Đây bạn qua còn đây cho nó xem nó nói nào. Đây á. Mày nói gì cơ? Đây nhá, bây giờ mày mở mồm ra. Hôm nay mày ý mày như nào? Nói. Em không chia tay Dũng đâu. Không chia tay Dũng được thì bây giờ mày muốn như nào? Mày phải cho tao một cái hướng xử lý tốt nhất. Còn nếu như bây giờ ấy mày không chia tay Dũng đúng không? Tao cho mày đây luôn nhá. Em không chia tay được, bọn em đăng ký kết hôn rồi, bọn em không chia tay được. Đăng ký kết hôn với ly hôn bình thường, mày hiểu chưa? Này, mày cứ bám víu vào nó để mà bắt nó phải làm theo những đường sai trái giống mày à? Hả? Bây giờ mày vẫn cho nó đăng ký kết hôn và vẫn kiểu ly hôn bình thường đúng không? Đúng rồi anh. Đúng. Có vấn đề gì đâu? Vẫn bỏ đúng mà. Muốn hay không muốn thôi. Do mày có muốn ly hôn hay không thôi. Con mày định làm giả sổ đỏ, mới làm giả không đi mẹ tao bảo mày vỡ mẹ mồm. Mày giả không? Mày thích làm giả không? Nói. Anh xem về anh ở đây. Thế mày đấy còn có chó nào à? Làm giả sổ đỏ. Ngồi qua đêm. Mình ngẩng cao mặt lên. Mày ngẩng mặt lên không? Mày không nhận tội à? Mày bố cho mày gạch vào đầu mày. Đang nói chuyện với mày, mày quay mặt rồi. Nói chuyện đàng hoàng mày đấy, mày ngẩng mặt mày nói chuyện với ai đấy? Bình thường bố mày đấy à? Hả? Ô con này đi, mẹ mày nó thật thế thôi. Thôi mẹ mày khéo khi con này phải cho nó một phát vào đầu cho nó xong mẹ đi. Thôi bạn ạ, để nó ở đây cũng được. Có nhiều đâu anh ạ. Cho mày ở đây. Cho mày tự sám hối những cái điều mà tội lỗi mày. Đúng rồi. Cho mày hiểu ấy là mày đối xử với gia đình nhà tao, mày đối xử với bố tao như nào? Chưa ăn thua đâu con chó ạ. À. Mày bảo bố tao là ra ngoài đường ngủ, bố mày cho mày ra ngoài ruộng ngủ luôn đúng không? Mẹ hôm nọ nó còn giày bố mình ở ngoài ruộng ấy còn gì nữa? Có không? Có. Đúng không? Hôm nọ ấy. Hôm nọ anh mẹ con chó này mày giày lúc nào? Chả ai giày cả, em chỉ mỗi cho ra ngủ ngoài sân thôi. Thế để em phải nó. Thế mày tao đòi sao mày ngủ ngoài sân mày ngủ được không? Mày ngủ được không? Đấy, cho bố tao ngủ ngoài sân thì bây giờ tao cho mày ngủ ngoài đồng. Qua đây rồi. Một nhanh. Tao là mày bây giờ mày có giả sổ đỏ không? Bây giờ bác cho em rồi em không giả được. Mẹ vẫn lì. Để nó đấy. Để nó đây. Đúng là Ngọc Nì. Thả em ra đi. Thả ra. Thôi thôi thôi, thôi để nó đây đó. Không trẻ ly hôn ở Dung, không ly hôn. Nên mà đòi phải về, đòi được về sống sướng. Mẹ loại thôi đi về. Kệ nó, cho nó đấy. Khi nào mày trả biệt đỏ thì bọn tao thả mày ra biết chưa? Chưa trả cho đỏ ấy thì không bao giờ đâu. Mày xuống mày. Ôi giời ơi, bẩn cái đéo gì. Mày chưa đậy mồm nó à? Dính vào mồm nó quá. Làm luôn đi. Không, thôi kệ nó cho ngồi được. Để cho nó kêu rồi. Nhanh. Ăn to ra, nhặt vào. Khẽ thôi. Ngồi đấy, cho mày chưa luôn. Thôi ở đấy nhá, bây giờ ở đây mày không kêu van được đâu, không anh nghe đấy đâu em ạ. Mà chừa đây. Này. Đây là bình thường anh em ạ, cứ cho nó ngồi một mình ngoài kia thôi. Đấy rồi đó. Nó chừa luôn. Cho chừa luôn. Ôi, cho mày hiểu luôn. Không ai cứu mày đâu. Giờ ai cứu nó nữa. Nó hành hạ bố mình như thế đúng không? Làm sao mà mình để yên được? Sao mà để yên được chứ? Ôi, những cái này đó mình đối xử với nó chưa là gì cả. À, nhẹ đây chị ơi. Bác Thắng lát nữa về mà bác Thắng hỏi còn là con Ngọc đâu thì anh em bảo là con Ngọc nó. Nó tự đi về rồi. Các bạn đi về rồi đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đi về anh ạ. Bà là nó về nhà ngoại rồi. Hả? Bà là nó về nhà ngoại rồi. Đúng rồi. Nó về chơi một vài hôm hoặc cái gì đấy. Mình cứ bảo là mình không biết với cả là chắc nó đi về rồi. Coi như là mình không gây ra chuyện này. Không thì bác lại trách mình đấy. Vâng. Đúng rồi. Thì các bạn nhìn đấy kìa. Đấy. Đây mọi người ạ, đấy, thấy không? Đấy, bạn nhìn đây không? Đéo nói được đâu. Không nói được gì đâu. Bây giờ không nói được gì nữa gì nữa rồi. Ngồi ở chung đi nhá. Đi về đi. Đi nhá, đi về đây, lên xe, lên về rồi. Lại. Ôi, định quyền nó nói được. Nó cũng có. Nhất trẻ một nó rồi. Lên đi, bạn ơi, đi xe đi. Lên về thôi, về thôi. Xe. Về thôi. Cho con đấy nó ngồi ngoài đấy thì nó mới đáng đời đúng không? Đúng rồi. Nhà mày chứ bây giờ nó vênh váo, nó bảo với là bố là nó về đây nó nuôi bố, còn là vợ chồng mình thì không có cái phận sự gì về. Xong nó vênh váo, nó chửi mình, nó vênh váo bao nhiêu ngày vừa qua mình đã không thèm nhịn, mình đã nhịn rồi, mình đã không chấp rồi. Không thèm chấp cái loại. Vợ hiểu ra, vợ biết là nó Vinh Dũng ấy bàn nhau âm mưu lại lập kế hoạch là photo sổ đỏ giả để nó chuẩn bị nó lừa mình tiếp. Đó vừa nghe. Đúng rồi. Náo nhờ anh nhờ. Mình mà không bắt kịp hôm nay thì đúng là mình lại bị lừa vố tiếp. Đấy, nó lại chuẩn bị nó lừa mình một vố tiếp thì quan hóa ra là con chó này nó không biết sợ. Nó giả vờ thôi. Chứ còn là nó mà biết sợ ấy thì là nó đã không như này đúng không? Này chồng ơi, bây giờ mình vứt nó xuống dưới ruộng như kia mà nó còn bảo nó vẫn không trả sổ đỏ với cả là không lưu hàng Dũng thì phải biết là con này nó lì thế nào rồi. Con này nó lì với cả con này nó muốn là mục đích là nó chiếm đoạt tài sản nhà mình mà. Nói chung con này âm mưu lắm. Này là âm mưu, nói chung con này âm mưu, còn là bây giờ anh em mình cứ kệ nó xem nó như nào ở đây, còn là mình về mình xem cả Dũng ở nhà nữa, đi mẹ còn Dũng nữa. Rồi. Mình ở nhà Dũng nữa. Dũng chó là vào rồi đúng không? Vâng. Có trong bếp rồi. Cho chừa luôn. Thôi đi về. Cả dây luôn mà. Cho hiểu luôn, mẹ láo. Đang định cởi ra không cởi được kìa. Cay. Bây giờ ai cởi ra, nó cởi ra. Không định cởi ra anh ạ. Sao? Nó dậy dậy kìa. Đó. Nó nhìn nó zoom đi năm đấy. Đây, bây giờ không dậy được rồi, bây giờ ngồi im rồi, nhét rẻ vào mồm rồi ấy nào được. Mẹ mày. Nó bỏ rẻ ra anh ạ. Đâu, bỏ ra được.